Dạ thưa chị các bạn, chiều nay Vũ Chiến qua Loan Thảo gia đình gì năm mà gặp bé Thanh đang làm gì, đang ở nhà mình một. Thanh còn làm gì Thanh? Thanh? Hả? Đi nước nghiêng hả? Trời bữa nay mình lâu lâu mình qua mình thăm căn nhà của Thanh với dì năm coi. Ồ đẹp quá trời luôn. Ồ. Hình cưới nè. Đâu 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 con dẫn Vũ Chiến đi vô nhà coi, đi nhà trong coi. Nhà trong này có mấy phòng? Đây phòng đó phòng toilet hả? Đó toilet hả? Rồi tối con ngủ đâu? Tối ngủ đây. Cái này là ngủ không có giường luôn. À. Vô đây rồi mai mốt dọn bếp ga rồi về đây nấu ăn luôn hả? Có bếp ga mua đó. Ga đây. Đó. À. Để lên cái đó hả? Mới mua mới trở về luôn á. Ai mua? Ta. Chú Kha mua cho con hả? Dạ. Cảm ơn chú Kha chưa? Chú Kha dạ. Trời dữ ta, chụp hình chung chú Kha cu tè dữ ta. Đây mấy cu tè nè, bên đây mấy cu. Này ai ai hả? Tí Chúng. Tí Chúng rồi ai đây? Chi, Chị Vy. Chị Vy, rồi ai đây? Thanh. Rồi ai đây? Dũng. Đây nè. Em bé. Em bé của Tí Chúng. Em bé của Tí Chúng hả? Ê, cái này. Ai đây? Tấm này hả? Ừ. Tấm này của con bữa chú chú Phong Đâu qua đem qua cho con. Rồi có gì đâu ăn đi, mời tôi không mà kêu tôi đây. Xoài ngoái kìa. Xoài hả? Dạ. Không cậu lắm nè. Đâu, đây không có thằng chỗ trời, nó nghiêng. Trời ơi. Ôi, nó nghiêng thật. Nó nghiêng anh nó hồn vậy. Nó ngọt. Vậy vậy rồi ngộp ngủ trước mặt không ta? Ngọt thôi chưa gõ. Ủa, em xuống hành chứ em đây em nằm một ngày trời đúng chứ. Đang ở đây. Gõ đi là đâu em có chịu đó. Đúng rồi nó trong trên khó chịu quá à. Để gọt ngủ không gọt ăn vô với ngủ không. Không thiệt nó trong trên khó chịu thiệt. Nó trong trên. trong trên vậy ông nội ơi. Vậy mà phái luôn chứ em mới không là đẳng lại đây là xuống đây không luôn. Phái hả? Ở đây hả? Thu luôn rồi. Rồi bây giờ anh làm gì nè? Mời chú Chiến qua ăn gì hả? Xoài. Xoài hả? Xoài. Xoài chuối. Chuối. Ở đâu còn có chuối này Thanh? Chuối con để trong tủ. Chuối này chắc bữa hổm ông Chí giá đường gì cho con phải không? Mà cho ra dính vô. Rồi, rồi đã ta. Ăn gì? Ăn trái kìa. Ăn. Ê cái này làm chú chưng nha. Chú chưng á. Chú chưng hoặc chú chiên á. Chú chưng á. Chú chiên á. Mình cho em mới biết chưng nó luôn. Trời ơi. Bọc ra mình để vô cái bọc đó mình ép. Bậy, chú chưng kìa. Mua mua dừa khô với bột khoai bán khoai chú chưng. Chứ đâu phải mình ép đâu. Ngon ngọt. Chỏn hai cha con chỏn buồn nữa. Không phải cái chuối này là ông Chí á. Ông hái nó già nó ngon. Hái già nè, giờ để chủ chín luôn. Ừ. Rồi lấy ra ăn. Rồi hôm nay ngủ này hả? Đâu chưa đi, ngày mai mới về. Không có Thanh à? Chưa. Đâu có ngủ đâu mà xuống hoài vậy đó. Xuống chơi vậy hả? Xuống chơi. Kêu con ba hoài đâu đó. Nó trong trên quá à. Dạ. Đó thấy không, nó ghê không? Nó nghiêng mà cái em nè, có hổm xuống đây nè. Em nhức đầu, em mắc ối á. Ngày trời luôn. Mà người ta nói gì nè, từ mới quen. Nó giống như sai xe vậy đó. Đúng rồi. Nó giống như sai xe đó. Cái người mà đi ghe thường xuyên mới được, còn này không được rồi. Nãy giờ anh xuống đây nên nãy chỗ đó anh có chịu anh nghiêng á. Hồi đó em ngồi với ghe đó, chỉ mà ghe nhỏ nghe gì chứ gì đó. Bao nhiêu năm rồi? Em ở mà bây giờ em lên bờ lên mấy giờ cầu là mười mấy chục năm rồi nè. Nó quên cái cảm giác đó rồi. Rồi, bởi em giờ em xuống này cái nó nghiêng nghiêng cái em nhức đầu. Đúng rồi, nó quên cái cảm giác ngày xưa rồi. Nên giờ nó khó chịu lắm. Rồi gặp con Thảo ha, con Thảo đi xe. Ôi, xe rồi. xe hơi không được nữa đây rồi xuống đây. Rồi. Thành khoái hả? Thành khoái xuống đây hoài hả? Mày với xài đây. Ba em đâu có biết trong mặt dưới đầu gì đâu. Ôi chín chạy. Cái gì? Con ăn đi, con ăn chuối gì vậy? Này để đi, này để ngày mai mình chưng chuối ăn, buổi trưa qua chưng chuối ăn. Em biết nói sao anh Chiến? Nói với mẹ em nè, mẹ ơi. Chú Chiến nói mẹ ơi, chú Chiến nói là chú Chiến dẫn con á. Đi vô chùa, thỉnh mẹ quan gì con thờ. Ừ. Nói gì đó. Rồi, ừ. Em nói đúng rồi. Chú Chiến kêu thỉnh mẹ quan gì thờ là mẹ quan độ cho mình là mặc ăn được đó, ừ. Phù hộ độ. Cảm ơn con. Mời Chiến ăn nữa. Mà từ xưa giờ anh cũng chưa biết là vụ mà tưởng mẹ qua em là sao nữa. Chắc mình phải lại nhà chùa quá. Rồi anh chó ăn xài luôn. Anh ơi chua. Chua quá anh ơi. Chó ăn xài. Chó ăn xài luôn. Ồ chai xài chua. Sao ta nếu mà lãnh mẹ thảnh mẹ qua âm mà sao ta mình phải vô chùa hả ta gặp ông chủ trì chùa chứ hả? Đỡ vô chùa. Sao không biết luôn. Anh cũng chưa biết nữa.
em bước mày 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 thấy em thờ phải không? Ừ. Hồi đó em đi làm trai á, còn cái nhà sụp biết không? Ừ. Cái nhà người ta bỏ nhà quan sụp luôn á. Cái có mẹ quan. Em lụm luôn vậy em thờ tới giờ luôn đó. À. Là mẹ quan em lụm trong nhà quan mà sụp á em vậy em thờ luôn. Ừ. Ừ nó chua. Ở đâu có trái xài chua dữ Thanh. Hả? Con có bầu rồi vậy Thanh ơi. Sao con ăn dưỡng chổng bẻ có bầu không? Với có bầu không mà sao con ăn chua không thấy nhăn gì chứ hả? Con thèm con ăn chứ bầu. Thèm ăn chứ bầu gì hả? Bữa nay tóc dài rồi đi hớt tóc đi. Ai cắt cái máy hả? Em cắt đó. Ơi xài này nó còn non lắm mà non quá cái non. Xài này xài đại lon phải không? Lon mà nó non đều quá. Ừ. Bữa nay mấy cũng gần Tết mình rồi. Con có đồ Tết chưa? Có mua gì cho chú Chiến đồ Tết không? Mua tặng đồ Tết cho chú Chiến được chứ. Tặng cho cái váy á. Vậy đó hả? Không có ai cũng xuống đây mình vậy đó hả? Xuống mình luôn chứ. Xuống mình thu luôn. Xuống hoài luôn á. Những ngày tối lên vậy ngủ rồi mới lên. Ờ. Cậu ra lại dưới này xuống luôn. Mình lên nằm đây nè. Ngủ luôn, tiếng này ngủ luôn, ngủ chưa anh chứ? Không không anh cảm giác nó khó chịu lắm nó anh xuống này giờ nó lừng sừng anh nó lắc nó anh lừng sừng vậy đó nó lắc không cái này mà mình ngủ mà máy chạy ngang nó sống sao ngủ được nó lắc á ý là nó bự đó ngang nó bự đó mà nó ở trong đây là ít có máy chạy luôn anh Chiến anh thấy không như nó có lục bình nó che em đỡ chứ gặp bà ngoài xong cái không nó ngủ ngoài đậu không được đâu không vậy chứ người ta nhiều cái người ta ở nó quen á quen rồi ngủ được à sao Thanh con ngủ xuống đây ngủ được không ngủ chưa bình thường luôn hả dạ. Nằm đó hả nằm đây trời đất ơi vậy là tối ngày biết nói sao dạ nói là em nói là thôi mình bà con bác nói nè người lớn tuổi anh nói là 18 đi tốt ngày sáng nghe nói gì nên anh biết nói sao người kia không mà nghe người kia nói bữa bữa một mộc là về chứ không có nên 5 ngày gì chơi chơi đó này nói người kia nói nôn mà không có chịu hả? Nôn rồi. Không chịu 16, 17 gì chưa đó. Thì nhất quyết là mơi là dọn rồi. Mơi là 16 đó hả? Là dọn xuống đó hả? Dọn đồ ai trước? 16. Dọn đồ ai trước? Dọn cái tủ trước. Cái tủ rồi để đâu trời? Để trong... Bây giờ cái phòng không để tủ trống chứ? Cái phòng này là phòng khách nè. Phòng khách. Mà này. À. Còn cái tủ con để trống. Rồi mẹ về mẹ ngủ đâu? Mẹ hả? À. Không đẹp quá à. Nha. Ừ. Đẹp đẹp. Con đem cái tủ. Cái này nó như cái nhà của mình luôn mà. Để em cái máy em á. Gần Tết rồi. Bây giờ đem cái tủ. Bây giờ là mình tiếng ơi. Ừ. Bây giờ mình mua đặt chớp thì mình chớp luôn. Mua đặt chớp. Giống như chơi như nhà hàng nổi vậy đó. Chớp chớp luôn đây. Cái đèn cái lắm. Đúng rồi. Cái gì lắm luôn anh chị. Rồi là hay. Là đồ la mình mua. Mình mua cái đèn chớp nó cũng không nhiêu tiền chứ gắn điện xuống cho chớp chơi nguyên nhà chơi giống như nhà hàng nổi vậy đó. Cái bắt đầu mình đẩy ra giữa xong cái bắt đầu cái mình cho thả trôi cái mình ăn cơm đồ đã đời trên đó mình ăn uống đã đời xong cái mình bơi về. Không có gì? Không đâu. Mất thùng nữa hả? Không có thùng hả? Không ra rồi. Tối ngày ngồi xè ra mấy tấm hình mà chơi nó vậy đó, không hiểu nổi luôn. Ai làm gì làm chuyện trời sập xuống vậy sập đây cô cho ai chở mẹ à cậu Việt đó cậu Việt cậu em đó anh chứ cậu em của mẹ hả dạ chơi cậu Việt không chơi cậu Việt ở mướn nhà ông thì cũng mua chai anh chứ không chơi cậu Việt con gái có chồng cái gì cái cửa sao tự nhiên nó bật cái mẹ kêu cậu Việt xuống chơi mẹ mở ra thì nó mát đâu anh chứ ơi mẹ kêu cậu Việt xuống chơi mẹ do năm dạ bé là tiền đâu cậu Việt xuống chơi cậu Việt ơi gửi đâu gửi ngay để cô Thái nhận cô Nga á à người ta nhận lại hả gì năm nhận lại rồi dạ con mới xuống cái nhà này đẹp quá chứ đẹp mà con không quen rồi nãy nó muốn lật con đi chỗ đó nó muốn lật con ra nó nghiêng dạ dạ trời quen rồi chú ơi dạ 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 anh bà biết quen cái chú nghe biết anh bà cậu Việt bữa nay qua tham quan cái nhà của Thanh với Thanh được Thanh mời ăn món xoài với món chuối mà chuối thì nó ngon mà xoài chua quá chua quá xoài đi đâu hả Thanh ừ.
đi lấy gì nữa rồi đó. Không, trời nó đi gung ginh ở nhà luôn, nó nghiêng kìa. Trời, nó nghiêng. Nó đi qua đó, nó nghiêng qua đó. Phè, vậy Thanh con đấy, cái đó con đứng đó con câu cá được Thanh. Đứng đó đó câu cá. Cái mồ dạ thưa quý vị, các bạn video vũ chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.